Vâng, với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thì nhiều tổ chức cá nhân đã đứng ra thành lập các đoàn từ thiện cứu trợ kịp thời và hiệu quả, rất là thiết thực. Và một trong số những nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi ủng hộ, vận động quyên góp vùng giúp đỡ người dân ở vùng lũ, tạo thành một cái hiện tượng được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua là ca sĩ Thủy Tiên. Và chỉ trong vòng một tuần kêu gọi thì số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên nhận được đã lên tới con số 150 tỷ đồng. Vậy thì làm sao để khuyến khích và mở rộng khung hành lang pháp lý cho hoạt động từ thiện hiện nay? Và chúng tôi ngày hôm nay có mời đến trường quay luật sư Phan Kế Hiền, và luật sư cũng sẽ giúp quý vị giải tỏa hơn về cái điều này. Vâng, xin cảm ơn luật sư Phan Kế Hiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã cùng đồng hành với chương trình. Và thưa quý luật sư, là từ trước đến nay thì hoạt động từ thiện đã trở thành một trong những nét văn hóa, một cái nghĩa cử cao đẹp của đồng bào ta, và đặc biệt là những hoạt động từ thiện khi mà gần đây nhất chúng ta nhìn thấy vào mùa lũ lịch sử ở tại miền Trung. Vậy thì là một luật sư thì anh nghĩ sao về cái khi mà vẫn có rất nhiều cái sự băn khoăn về cái tính minh bạch của việc hoạt động từ thiện này? Trước khi anh trả lời câu hỏi của phóng viên thì luật sư cũng xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất đối với đồng bào miền Trung về những sự mất mát to lớn về con người, về vật chất, về tinh thần. Với câu hỏi phóng viên ấy, thì cái từ minh bạch chúng ta cần phải chứng minh rằng thế nào là minh bạch và không minh bạch. Nếu như không minh bạch thì có thể là sẽ bị xử lý về hành vi, ví dụ như là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hay là lừa đảo, hay là lạm dụng tiền, hay là lợi dụng quỹ từ thiện để sử dụng mục đích sai mục đích. Thì đương nhiên với những hành vi vậy thì sẽ bị xử lý hình sự với những hành vi tương ứng theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn nếu như minh bạch, đương nhiên minh bạch thì chúng ta xã hội cả nhà nước đều ca ngợi, đều khen ngợi việc làm nghĩa cử cao đẹp. Dùng đồng tiền, kêu gọi đồng tiền từ thiện từ những người dân để đóng góp, đây là việc làm nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách. Vậy thì 150 tỷ đồng mà ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp thì để ủng hộ miền Trung, thì anh nghĩ sao về một hiện tượng này trong những ngày qua? Như các bạn đã thấy thì từ trước đến nay thì nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam đó là lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái. Khi đồng bào nhân dân tộc của chúng ta đang hoạn lạc, cụ thể đây trong trường hợp miền Trung, đồng bào miền Trung, việc ca sĩ Thủy Tiên bằng cái tiếng nói của mình, một người có hoạt động trong showbiz, có tiếng nói, ca sĩ Thủy Tiên đã kêu gọi và có rất nhiều các cá nhân tổ chức đã nhờ Thủy Tiên thay mặt mình để đưa đến trực tiếp tay của những người gặp hoạn nạn đồng bào miền Trung. Việc làm này là việc làm theo quan điểm của tôi là việc làm rất là nghĩa cử cao đẹp, và tôi cũng như tất cả những người trong xã hội hoan nghênh việc này. Vâng. Tuy nhiên thì dựa trên hành lang pháp lý và cái khung chính sách của chúng ta thì hiện tại chúng ta đã hoàn thiện chưa, và vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý sẽ xây dựng một cái nghị định mới về hoạt động từ thiện để thay thế nghị định cũ. Thì là một trong những luật sư, là một trong những người rất là am hiểu về cái hệ thống pháp luật của Việt Nam, thì không biết là luật sư Phan Kế Hiền có những cái chia sẻ gì về cái nghị định mới này? Với quan điểm của luật sư ấy, tôi được biết ấy, thì nghị định đang hiện hành đó là nghị định số 64 năm 2008, cái đây đã 12 năm rồi. Đây là một nghị định hướng điều rất là đẹp, rất là tuyệt vời, chân thiện mỹ, hướng đến điều mà cả xã hội đều khen ngợi. Tuy nhiên vì nó là ra đời cái đây từ năm 2008, tức là đã 12 năm, nó có phần nào đó nó hơi bị tụt hậu, có thể không bắt kịp với xu thế hiện tại. Mà đôi khi mô hình nào đó khiến cho nhiều người hiểu sai, hiểu nhầm vấn đề, có thể biến từ những người có công thành những người có tội. Do đó, theo quan điểm của tôi là việc chính phủ có những văn bản hoặc có đề xuất sắp tới sẽ thay đổi nghị định số 64 để phù hợp hơn đối với tình thực tế, đó là điều rất hoan nghênh. Và từ đó sẽ khuyến khích hơn những cá nhân, những tổ chức trong và ngoài nước hướng về những dân tộc chúng ta trong những lúc hoạn nạn khó khăn. Vâng, và chúng ta cũng cần phải cân nhắc những quy định thế nào để mà làm sao đảm bảo an toàn cho những cá nhân tổ chức làm từ thiện, có phải không luật sư? Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, chúng ta có thêm những chia sẻ về điều này không? Đương nhiên để đảm bảo an toàn hơn cho việc các cá nhân, các tổ chức làm từ thiện thì đương nhiên chính phủ, nhà nước, đặc biệt là chính phủ chúng ta nên có những văn bản, có nghị định hướng dẫn cụ thể để chi tiết hơn. Vì tôi được biết thì hiện nay thì chưa có bất kỳ một văn bản, một nghị định nào để hướng dẫn chi tiết về việc cá nhân hay là tổ chức hay là đồng bào nước ngoài có tấm lòng hảo tâm để chia sẻ đối với đồng bào đang khó khăn hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh hay lũ lụt hoàn hành. Vâng, có thể nói là các hoạt động từ thiện tương thân tương ái như thế này thì rất cần được nhân rộng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải căn cứ vào các quy định pháp lý và việc xây dựng cái nghị định mới của chính phủ. Và ta cũng mong rằng cái hoạt động từ thiện này cộng thêm cái khung hành lang pháp lý chắc chắn thì sẽ tạo cho chúng ta một cái việc mà từ thiện nó mang tính hiệu quả, thiết thực hơn và không vi phạm các quy định của pháp luật. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Phan Kế Hiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia đồng hành cùng với chương trình Nhà Báo Tối ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Tối Nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.